mày sao em liền với nhau không? Hay là... chắc là chân mày giống chân mày của anh ấy. Cái là đem cái xấu em. Là cũng được ạ. Được. Cũng được. Anh đừng có ép bé như vậy. Rồi còn mũi sao em? Mũi hai cái lỗ. Trời ơi. Anh này thiệt á. Thì mình phải gợi ý thôi anh. Thôi nhiêu đó đủ rồi. Lát hồn nhìn hình đi mình đoán luôn. Xin mời tất cả mọi người hãy đến với chàng trai thứ hai. Quỳnh nói trước đi. Em nghĩ là anh ấy mặt sẽ hơi vuông hoặc là hơi to một tí. Từ nãy giờ anh nghĩ nghiêng. Thường những người mà như thế thì sẽ ít khi nhìn thẳng ấy. Góc mặt đẹp như giống em ấy. Nghiêng nghiêng một chút sẽ đẹp hơn. Là đứng dẫn chương trình mình phải đứng. Đúng rồi anh. Đúng rồi anh. Hôm nay mặt anh hơi gầy anh sẽ đứng nghiêng ha. Anh thấy em lấy tóc che là anh biết rồi. Phụ nữ thì người ta mới quan trọng cái cột mốc khoảng từ 20 qua 30. Còn đàn ông á, nhiều người chị tiếp xúc chị thấy 30 mấy vẫn còn trẻ con lắm. Cảm ơn em. Bắt tay, cảm ơn. Cái mắt em, anh lúc nào cũng là trẻ con. Ghê quá. Khi mà anh ấy xuất hiện ở kia thì em đã thấy anh ấy có một cái dáng vẻ gì đấy hơi nghệ sĩ một tí. Từ cái màu tóc của anh, tại vì thường thì khi mà những người mà người ta làm công nhân viên chức hay là bình thường thì người ta sẽ không nhuộm những cái màu tóc mà sáng màu như anh. Cái tóc trắng là tại ảnh máu xấu. Máu xấu, tóc bạc sớm. Đúng không Thông? Không phải. À không phải. Hay là nhiều khi mặt anh trẻ thôi mà thật sự anh 50 mấy tuổi rồi anh ấy. Ê mình làm MC á, bớt cô vô duyên lại. À xin lỗi. Có vẻ như là anh này hay làm việc với những đối tác. Ờ rất là lâu. Và anh đang cung cấp một cái gì đó. Hay là anh đang phải cung cấp cái gì? Anh nói gì vậy? Anh sai rồi. Anh xin lỗi nha. Bạn ơi, vỗ tay nào. Em có năng khiếu chứ bộ. Dạ dạ rất là thích cái khúc mà bạn ngựa. Ơi bữa nào chỉ dạ đi dạ về dạ hù mấy đứa con dạ lúc mà mấy lúc mà nó hư á nghe dễ sợ lắm. Chính là bởi vì cái từ khóa cuối cùng cho nên là mình mới bị suy nghĩ nhiều. Ừ, đúng rồi. Anh sẽ gửi cho các bạn tiếng thét Thắng nói là tiếng thét của hàng xóm. Không, tiếng thét của anh, Thắng của trước. Rồi bắt đầu hàng xóm nghe cái tiếng thét này, hàng xóm mới thét ngược lại. Đó, cái đó mới kiểu như là cái bay bay theo á. Nãy giờ anh ở đâu vậy Vinh? Anh chỉ lý mà, cái chuyện đó sẽ em cứ mặt mày. Em làm được không được, nghỉ đi về đây mình em làm nha. Xin lỗi em.